Rồi. Nam ăn cái gì Nam? Ăn gì? Ăn cơm cháy. Cháy đâu? Chỉ rồi. Đâu? Thì hả? Ngon không? Ngon. Ăn nhiều không? Nhiều. Rồi ăn cơm nữa hả? Bác ăn cơm. Bác ăn cơm hả? Ừ. Rồi ăn lung tung vậy? Ngồi ăn bánh. Họ ăn bánh nữa hả? Ừ. Rồi sao mà ăn mập rồi sao? Cũng hổ uống nước. Uống nước. Ăn bánh uống nước. Ăn bánh uống nước hả? Ừ. Rồi sao không ăn cơm? Không ăn no rồi ăn được. Ăn no ăn được. Rồi sao cái ly sinh tố không ăn? Trời ơi nó nhiều quá chia bà hai mà. Nó chia bà hai mà. Sao không chia bà hai? Thì con múc ra một chút thôi. Cho Nam à, chuyện cái nhỏ gì nữa, uống cà phê hả? À. Không ăn mấy ông Sáu nha. Sợ ông Sáu không? Không. Không. Ông Sáu hả? Ông Sáu ở dưới nhà ông Sáu chứ ông Sáu ở đâu? Ăn hết ly sinh tố đi, rồi ông nói. Thôi. Sợ ông Sáu không? Không.